Mẹ ơi. Sao? Con có cái này tặng mẹ nè. Có gì tặng mẹ đâu. Cái gì nè? Tặng mẹ cái gì? Đi mở tủ cho. Nè mẹ lên xuống nhà dưới đi. Mẹ xuống nhà dưới mẹ mở quà đi. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, cái video ngày hôm nay á Viên sẽ quay dành tặng riêng cho mẹ. Giờ Viên đang đứng ở ngoài đìa cá nè. Đó, không có dám nói lớn sợ mẹ trong nhà mẹ nghe. Mẹ đang ở nhà sao? Thì cả nhà biết không, khi mà Viên ở Hàn Quốc hay là khi đi về Việt Nam á, Viên hay mang quà về lắm. Thì mình mang mỹ phẩm á cho mẹ, mình không có xài cả nhà. Mẹ toàn để đó không à. Mẹ không có xài, rồi gửi nước hoa về mẹ cũng không xài luôn. Mà để đó mà nay mấy năm rồi, Nguyên về thấy chai nước hoa còn nguyên đó. Có sâm là mẹ sử dụng nha, mẹ ăn nha, mẹ ăn sâm, hồng sâm á. Thì Nguyên có gửi mấy thùng quà về nữa, thì vài bữa nó tới, khi tới Nguyên sẽ khui ra cho cả nhà coi. Rồi hôm nay Nguyên về Việt Nam á, khi mà Nguyên thấy vậy nè, mình muốn mua cho mẹ, muốn mua tặng mẹ, thì để Nguyên quay cho cả nhà coi, coi cả nhà thấy như sao nha, coi thấy vậy có ok không. Vô trong đây đi, Nguyên cho cả nhà xem cái này nè. Cái bếp ga nhà mình có cái bếp ga này nè ha. Nhưng mà cái nhà dòm nè, nó cũ quá trời cũ luôn. Cái này nó xét rồi, nó coi như là nó lủng lỗ đây luôn nè. Đó. Rồi trên đây nó xét nè. Nó xét như vậy đó. Rồi cái bếp nhỏ này nó hư luôn rồi. Cái máy trên hư không xài được. Mặc dù là cái bếp này có hai bếp, nhưng mà xài được cái máy dưới thôi à. Cái máy trên hư không xài được, bữa ngày xài toàn là cái máy dưới thôi. Coi mình gò dòm cái máy dưới cái nè, cái máy dưới nó cũng không có hơn gì cái máy trên hết trơn á. Nó cũng xét dĩ xét hết trơn à. Đó, ở trong đây này nhìn nè. Mấy cái mạt thì nó rớt vô nhiều quá, nhìn nó cũ kỹ lắm rồi, mua nay cũng lâu lắm rồi đó. Cái bếp này nữa. Còn cái bình ga thì không sao, tại bình ga mình thay thường ngày, hết ga là mình thay bình mới, cho nên cái bình nó thì ok, chỉ có cái bếp thôi à. Cái bếp ga như vậy á, là mình thay luôn được rồi ha cả nhà ha. Đó, chứ giờ nó mục quá trời rồi, nó hư dữ lắm rồi. Nguyên mua cái mới cho mẹ được rồi. Thì bây giờ Nguyên với anh hai sẽ đi lên chợ và mình mua, mình chọn một cái tốt nhất để tặng mẹ, và mình đem về mình tạo bất ngờ cho mẹ luôn, để coi phản ứng của mẹ như thế nào khi nhận được cái bếp ga mới nha. Lên đồ cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị đi chợ thôi. Tài xế nè, xin chào. Vừa tới cả nhà ơi, tới cửa hàng bán bình ga rồi ga luôn. Anh hai vô nè, có rất là nhiều bếp ga luôn, thì anh lựa cái nào tốt nhất anh ơi. Cái nào là tốt nhất này? Bếp xài gia đình thôi. Dạ, bếp xài gia đình. Cái đó là 1.4 triệu. Mắc cỡ thì 1.9 triệu. Tạo bếp thái được. Anh thích mặt kiến hay mặt inox này? Đây mẹ, đó giờ xài mặt inox rồi đó. Dạ. Bây giờ mua inox cho mẹ luôn. Dạ. Chị nói cái này là của Indo. Mã Lai. Mã Lai.
chất lượng ha. Đó là hàng xịn đó. Dạ. Chất lượng. Lửa nó đẹp đó. Mấy kiến kia thì mình thấy đẹp luôn. Vậy lấy cái này được ta. Lấy cái này được á. Giá như chắc có là kiến câu. Lấy cái này đi. Dạ, vậy lấy cái đó đi này. Dạ, lấy cái này. Có mình chưa? Dạ có rồi. Dạ, qua này đủ. Cái này là cái cái mặt kiến chậu chính. Gan, chính à. À, nếu như bằng kính này thì mình lau chùi nó dễ. Dạ, lau chùi dễ hơn. Mình dính cái gì lên cái mình lau không biết. Dễ chùi nữa hơn. Hàng Việt Nam chất lượng cao cả nhà. Hai giờ mình ủng hộ hàng Việt Nam. Ủng hộ hàng Việt Nam anh ơi. Cái này là hiện nay hàng hiệu đó. Hàng hiệu, cái nãy cũng hiệu. Đúng rồi. Nhưng mà cái này nó ấy không dày dặn không? Như nữa cho này ấy quá. Dễ nữa nữa nè. Không. Lấy ra món nào lấy ra được thì rửa được. Dạ, đây có hàng Seiko không chị? Đó. Cái này cũng đẹp quá nè. Cái màu đen này đẹp anh ơi. Đúng rồi. Em thấy cái này có bộ đẹp hơn á. Thì lấy cái này. Quyết định lấy cái này đi. Đổi rồi. Giờ thấy cái này đẹp quá em đổi. Em lấy cái này nha. Thôi lấy cái này ha. Dạ. Cho em lấy cái này đi. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn chị. Đó, nguyên ngồi sau nguyên xây dựng luôn. Rồi, cảm ơn chú. À, giờ hai anh em ghé mua nước mía uống nè cả nhà. Nguyên ngồi sau nguyên dịnh. Đây, dịnh cái bếp ga. Còn hai ngồi trước chở. Kiếm mẹ nha. Ông nội ơi, con có mua bánh bao về cho ông nội ăn nè. Cái nào cũng cái à. Cũng có dạ. Bánh bao lộn cơm. Ông nội ăn bánh bao ông nội. Để nó đi con. Dạ. Quà tới rồi. Chào mẹ. Mẹ ơi. Sao? Con có cái này tặng mẹ nè. Có gì tặng mẹ đâu. Cái gì nè? Cái gì? Cái gì? Mẹ phủ cho. Nè mẹ lên xuống nhà dưới đi. Mẹ xuống nhà dưới mẹ mở quà đi. Vậy hả? Không tặng mẹ mà. Ôi, mẹ mở cái gì con? Mẹ biết cái gì không? Mẹ đón thử coi. Tất ngờ cho mẹ quá, mẹ đâu biết gì đâu. Thì mẹ xuống nhà mẹ mở thử coi. Con mở ra là bất ngờ luôn á. Ôi nhưng mà anh hai để ngược rồi, mở phải xui nha. Không sao, không sao. Đây, mẹ mở đi. Mẹ biết chưa? Biết rồi đó. Biết rồi đó. Giờ mới thấy cái chữ mới biết. Biết rồi ha. Con tặng mẹ, mẹ đã không có biết cái gì hết. Đó, mẹ mở ra đi, mẹ coi coi bên trong là gì nha. Ừ, rồi, mẹ mở ra. Mẹ cũng hay lúa lắm, sao mẹ mở này mẹ không gành hung nữa. Đúng rồi, mở vậy đó. Bên đây cái nữa. Đây. À yeah, một cái bếp ga quá tốt luôn. Trời ơi, cảm ơn con gái nha nhé. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn, lại xịn nhất luôn nha mẹ. Xịn luôn, bếp xịn luôn. Trời bếp xịn. Ơi, tạo bất ngờ cho mẹ, mẹ đâu biết gì đâu. Đây. Tự nhiên sao tặng cái gì cho mẹ bự quá. Đó. Bếp này mặt kiến rồi mẹ. Ừ, bếp này kiến. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, đổi rồi cái bếp ga đó đi mẹ ơi. Chứ mình thấy cái bếp ga đó giờ nó hư hết trơn rồi. Đổi cái bếp ga xài cho an toàn. Đúng rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Để lát anh hai vô cái mình bày. Con gái của mẹ. Dạ. Đúng là con gái của mẹ luôn. Hồi sáng con nói rồi đó, thấy không? Mẹ đâu nói, có biết đâu. Con nói mé mé rồi mẹ rồi đó. Mẹ không biết. Thật sự là mẹ không biết luôn á. Bất ngờ luôn mẹ ha. Mẹ gì con nói là con nói ấy chứ con nói mé mẹ không biết. Dạ. Dân quê mà. Đó, con có con với Út là biết nè. Đó, con Út Vinh hai. Thì đây cái bếp ga về tới nhà cả nhà. Thì để lát anh hai vô đi rồi mình sẽ lấy ga nha. Quá đẹp. Đẹp á, nhìn cái màu này đẹp hết mẹ. Quá đẹp.
sa, mấy màu đen đen vậy sa. Dạ. Xài nó sạch sẽ nữa. Giờ là Quyên nhờ anh hai tháo cái bếp này ra để gắn cái bếp mới vô luôn nha. Anh hai chiên về điện mà. Ở nhà thì điện rồi ga là anh hai điện ga nước là anh hai bao hết. Quyên làm được chứ? Đây cái bếp cũ nè. Hồi đó anh mua bếp này 600 ngàn không Quyên? 600 ngàn hả? 600 ngàn hồi đó chắc cũng 1 triệu mấy bây giờ. Để đây nha. Mấy năm rồi mà. Ấy vậy chứ nó còn xài cũng được lắm á. Dạ. Ừ. Cũng còn đẹp, cái mã còn đẹp nhưng mà cái nòng ở giữa nó hư chưa? Đây cái bếp mới. Nó nào vậy? Bếp mới này mẹ yêu. Xà xỉu luôn. Bếp mới này nó dài hơn bếp bên hai nha. Để coi thử coi mình. Bồng bùa đen quá ha. Cái bồng này như bùa đen á. Cũng vừa luôn tao rồi. Thấy vừa luôn ha. Cũng vừa luôn. Ồ khỏi. Vậy là khỏi giờ con bò này. Nhưng mà tính vậy là cái ngang nó bự hơn chút ha. Dạ. Chứ cái bếp rất là đẹp. Vừa dặn tao cũng có ra khuôn khổ đó rồi chứ. Nó bự hơn thì sao nữa đâu. Thấy tao. Dạ. Biết cái màu con thích quá. Thích quá, thích cái này đặt chấm bi gì cũng đẹp. Dạ. Còn của anh hai mua cái giống thật thôi nhưng cái nào nó đẹp theo kiểu của nó. Cái của anh hai mua cũng đẹp luôn. Trời ơi, biết này xài im dữ à. Thử đi coi em. Quá đẹp luôn, quá xanh. Nữa nó xanh luôn. Dạ. Xong rồi là mẹ thử mẹ nấu một bữa luôn nha mẹ. Rồi cái gia đình mình ăn cơm luôn nha. Ừ. Chiều nay mẹ nấu món gì? Chiều nay nấu món gì hả? Chiều nay nấu bánh canh thịt gà. Bánh canh thịt gà. Quá đã. Nấu bằng bếp mới luôn cả nhà ơi. Nấu bằng bếp mới, khai trương bếp mới, nấu bánh canh thịt gà mọi người. Món quà của mẹ tặng mẹ mỹ phẩm, tặng mẹ dầu thơm mẹ không xài, nay con tặng mẹ cái bếp rồi mẹ xài liền luôn. Mẹ chuẩn bị thử nha. Vậy là xong rồi này. Xong rồi đó. Cho sát vét luôn ta. Sát vét luôn. Nghĩ cái gì nó sai à. Rồi để mẹ thử trước nha. Mở sao vậy? Thôi. Mẹ thử đi. Mẹ sợ. Mẹ sợ. Thôi. Thôi em đứng xa. Cầm qua. Tụi đi ghê quá. Ban đầu thì mình ban đầu nó chưa qua ga chứ mẹ. Lửa trái cũng rất là đẹp ha. Lửa xịn luôn ha. Mẹ thấy im tay chưa? Tắt im luôn không có nghe như biết đi bà cọc nè. Trời ơi tắt im luôn luôn. Vậy á để cho mẹ lau chùi dễ luôn cái bếp này nè. Bếp này dễ lau. Dễ lau. Tại vì nó bằng kính rồi. Mà này cũng dễ tháo nè. Mấy cục này nó nóng lắm. Mấy cục này nó dễ tháo lắm. Nó dễ rời đó. Bây giờ mẹ sẽ khai trương bếp mới của con gái mẹ mua tặng cho mẹ. Mẹ sẽ nấu nồi bánh canh. Dạ. Bếp mới của con gái mẹ mua nữa chứ. Đó, nó vàng tỏi rồi đó. Giờ mẹ để thịt gà vô. Kho cái mùi củ hành nó thơm hơn. Mà nó bám mềm hơn. Nãy giờ mẹ nấu sao mẹ thơm quá. Ngon. Thêm ngon rồi đó. Bây giờ mẹ để củ cải đỏ vô cho nó ra nước ngọt. Thì để gà chín rồi hả mẹ? Gà chín rồi để củ cải đỏ để bánh canh vô nữa vừa. Củ cải đỏ mềm thì để bánh canh vô. Đẹp ha. Dạ. Rồi bây giờ mẹ sẽ cho bánh canh vô. Bánh canh vô nồi ha. Bánh canh này mình không có làm nữa nha. Bánh canh này mơi này mẹ mua. Mà nhìn cũng giống cái bánh tằm ha. Nhưng mà nó là bánh canh. Cho vô nồi này là khổng lồ luôn chàng ơi. Chiều nay gia đình mình ăn đã luôn. Khai trương cái bếp ga mới bằng nồi bánh canh. Thịnh soạn chưa? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn con luôn. Đẹp mắt không cả nhà? Đẹp.
mẹ con gà này nấu vàng nước mẹ. Tại nó mập, nó có mỡ, nấu rất là ngon. Thành phẩm con nội đầu tiên đây. Úc Yêu đợi con chút nha. Thơm phức luôn. Trước khi mời phải vậy đó. Mời cho bà ăn bánh canh. Mời ông nội ăn bánh canh. Trước khi mời phải tặng hắn rồi nè. Làm quá trời quá đất. Mời cho bà ăn canh. Mẹ, khai trương ngồi bánh canh, giờ mẹ ăn mấy miếng đi mẹ. Thôi, mẹ về lu bu đi cái tắm em. Dạ. Ừ, rồi con với Út rồi ăn đi chứ mẹ. Anh hai mệt quá cả nhà ơi. Sáng giờ giữ con bé nè. Rồi anh hai không ăn luôn, cuối cùng giờ anh hai đợi chị hai về ăn. Giờ em với ông nội giúp anh trước. Dạ, rồi vậy nha anh hai. Ừ, em ăn đi. Ăn thử coi ngon không nè. Số 1. Số 1, có món nào cũng số 1 hết chưa. Ngon ha. Ngọt thanh luôn á. Ngọt thanh thao. Con gà này vàng á nội. Nấu ra cái nước nó vàng vàng luôn. Mời cả nhà miếng thịt nè. Đây. Mời cả nhà nha. Nóng hổi luôn, bốc khói luôn. Ăn nhiêu đây mà thấy nhiều người lên. Lúc đó ăn. Mà bữa nay ăn nó cắn ngạt. Tôi già rồi, tôi tranh thủ của ăn, tôi không mời ai hết. Anh hai sáng giờ giữ bé Sảnh rồi. Mệt quá. Rồi nãy anh mới ăn một gói mì với hai cái trứng. Anh còn no. Nên giờ anh không ăn nổi. Tới ăn phải ăn vậy đó, chứ còn không biết ngon bằng hồi nhỏ, hồi còn trẻ khỏe. Vì già rồi ăn uống ít ổn quá. Ăn không biết ngon. Bà ăn ít 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 vậy nè. Muốn là bà ăn nhiều biết đâu không? Ăn cá đồ nhiều được. Muốn bà ăn nhiều, nói bà ăn với dính thôi bà. Gấp nhỏ nhỏ, bà thức mình phải giá, giả ăn con sổ mẹ. Cho nên bà biết ông nội thương bà rồi làm gì cho bà thức bà ăn vậy đó. Tôi không phải giận hờn đâu. Bữa giờ bữa nào ông nội cũng rót trà, bữa sáng rót trà rồi bắt ra vô cho bà nội nghe. Hai ông bà ngồi uống nước trà ngày nào cũng vậy chứ. Bà nội chết rồi đó. Ông nội thương nhớ vậy thôi chứ còn ông nội không có thiếu thốn đi bà nội cái gì hết. Ở đây mà đi xuống là tắm đè phải đi theo, không bỏ bà chút nào hết. Tới giấc ngủ cũng vậy, tới trời nằm meo thì kéo vô, còn hãy trời lạnh thì đắp thôi cho bà đàng hoàng.
Các bạn thử cọng bánh canh đi. Cọng bánh canh này cũng giống bánh tằm quá. Một lọc thôi vậy. Có người á ăn bánh canh này đó không chịu bột lọc. Bột sai rồi cái ép sắt đặng cho nó ngon mềm. Còn người ăn từ bột lọc thì lên cho nó dai. Dạ. Tối nay chắc ông nội nghỉ sớm quá nội. Hôm nay ông sửa kiển nguyên ngày rồi. Chưa biết á. Vừa hôm này đó ngủ cũng ngon. Thì video ngày hôm nay Quyên chia sẻ vậy đó. Quyên tạo bất ngờ cho mẹ. Mà cuối cùng tính là bữa ăn gia đình, có đồng đông đủ gia đình ăn luôn. Mà cuối cùng có ba ông cháu ăn. Ông nội với Út với Quyên ăn. Bếp ga thì cháy tốt, ok mẹ rất là vui. Hồi sáng Út nghe Út biết không? Biết. Con nói Út rồi mà. Út đâu có bất ngờ đâu. Có mình ơi mẹ bất ngờ. Rồi cả nhà thì thôi tới đây Quyên xin kết thúc video nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Bye bye. Bye bye.